Mẹ của bé hả? Dạ, hồi nãy bé có chia sẻ anh bị bệnh mắt là sao chị hả? Anh bị tiểu đường, bị sơ gan cổ trướng, bị tai biến. À, vậy có nằm viện không chị hay có, là nằm viện lo ảnh hết thời gian rồi em mới trốn nợ lên đây rồi đưa ảnh lên rồi. Ôi như vậy để em che cái màn hình rồi để cho người ta thấy màn hình của chị ha. Ờ, vậy là mình cũng còn nợ một số tiền ở dưới Sóc Trăng. Dạ. Rồi. Dạ. Em mới trốn lên đây. Dạ. Dạ. Có gì để về em che cái màn hình cho lại. Thôi vậy được rồi, giờ con cắt đi. Bây giờ không phải là trời mưa chị cho bé về nghỉ sớm thôi. Dạ. Được chị. Ha. Tội nghiệp đó. Bây giờ chú xin mẹ cho con về nghỉ sớm ha. Con tiền này con nói mẹ cho con để dành mua bánh nha chị. Có em có mấy chục ngàn em tặng. Còn này chị nhớ chị đừng có bán nha. Dạ. Em gặp nó cũng như coi là như là cái duyên. Biết đâu mình bán thì chỉ có được có vài trăm ngàn thôi, nhưng mà chỉ cần trời thương cho thì chị có một số tiền lớn để mà chị xây sở một cuộc sống. Bỏ vô bị ha. Không có bán. Vậy là con xin mẹ. Nào trên nha con. Giờ con chú xin mẹ cho con được bữa nay về nghỉ sớm á. Trời cũng đang mưa, bắt đầu trời mưa rồi. Vậy thôi con về đi. Chúc con giữ gìn sức khỏe nha. À được rồi. Dạ không có gì đâu chị. Chào con. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 8 tuổi. Mấy tuổi? 8. 8 tuổi. À, con có đi học không? Dạ có. Học lớp mấy rồi? Lớp 3 không? Học lớp 1. Ủa, 8 tuổi mới học lớp 1 à? Con học dạ. Trễ hả? Dạ. À, con quê ở đâu? Quê dưới Sóc Trăng. Quê Sóc Trăng. Giờ con lên đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lên mấy năm rồi? Năm mấy hả? Nhà con được mấy anh chị em? Dạ, con là nhỏ út chị, con với lại anh hai con. Rồi, tổng cộng là 3 chị em. Ba anh em. Ừ. Rồi con đi lên đây buổi. Ủa lúc này bữa nay là đang ngày đi học mà sao con không đi? Dạ chiều con mới đi. Con học buổi chiều. Sáng phụ mẹ đi bán vé số. Ngày nào cũng vậy luôn. Thứ bảy chủ nhật thì sao? Dạ. Thứ bảy chủ nhật là con bán. Dạ. Có bán hay là bán nguyên ngày luôn? Một ngày con phụ mẹ bán bao nhiêu tờ? Giỏi vậy, một buổi chiều, một buổi sáng mà con bán được 100 tờ rồi con bán giỏi ghê đó. Con đạp xe đi vậy đó hả? Dạ. Rồi trời mưa sao không có bận áo mưa gì chứ vậy? Tại vì áo mưa còn á nhà. Cái này là cái gì đây? Ba lan. Mới mua hả? Phải mua không? Con mới mua đây hả? Dạ. Mua đi đường đó bụng mua ăn hả? Con nón không đội được nha mẹ con. Còn cái dưới này là cái gì đây? Bánh hột á. À bánh hột ta cho hả? Rồi, ủa đi bán, lúc đi bán là sáng mấy giờ con đi rồi? Dạ, có thể 5 giờ, có thể 4 giờ đó. 4 giờ? 6 giờ, đúng rồi, chứ 4-5 giờ, con còn nhỏ, sao 4-5 giờ đi bán sớm vậy, đúng không? 6 giờ, 6 giờ bắt đầu mới dậy là đi bán tới mẹ là mấy giờ về? Dạ. Đi bán phụ tới mẹ mấy giờ về? Bán hết vé số rồi về á. Bán hết là nếu mà bữa nào với số còn thì sao? Dạ. Với số còn á thì mình chạy đi bán. Nhưng mà tới giờ học. Tới giờ học rồi sao? Dạ tới giờ học hả? Ừ. Mẹ rồi con hết số rồi. Tới giờ học là con hết vé số rồi. Mấy người anh của con có phụ con đi bán không hay là con đi bán một mình à? Không, anh hai con ở Bình Dương còn chị ba con ở Tây Giáp. Chị ba có đi làm gì không? Dạ. Ba ở Sóc Trăng. Chị ba ở Sóc Trăng. Vậy là ở đây con ở đây với ai? Con ở đây với mẹ. Có hai mẹ con thôi. Dạ. Ba con ở đâu? Ở Sóc Trăng. Ba con đi rồi. Ba đi đâu? Ba chết rồi. À ba mất hả? Ba mất lâu chưa con? Dạ mấy ngày. Lâu. Mất hai mấy ngày. À dạ. Ba bệnh mất là sao con? Dạ con nghe ba bệnh dưới đường nói chung là tùm lum hết ghê. À ba bị bệnh nhiều quá ba mất. Ba năm nay lớn tuổi chưa? Dạ con cũng không biết. Con không biết nữa hả? 7 tuổi. Dạ. À 47. Vậy là có một mình con lên đây phụ mẹ đi bán thôi. Anh hai thì ở Bình Dương đi làm. Anh hai đi làm có phụ mẹ giúp cho tiền cho mẹ gì không? Lâu lâu có gửi tiền cho mẹ không? Con có biết cái đó không? Không. Không. Anh hai có gia đình chưa? Dạ. Dạ chưa. Anh hai chưa có lấy vợ. Chưa có lấy vợ. Rồi chị ba con? Chị ba con lấy chồng rồi. À, giờ lấy chồng ở Sóc Trăng luôn. Dạ. Còn nhỏ rồi lên đây đi bán rồi đi học ở trên này luôn. Dạ.
Vậy là không có về Sóc Trăng nữa. Đúng dạ, không? Dạ, có khi là mẹ con nói mấy chỗ này đó đó. Xong rồi á, mẹ con thì người ta hiếu á. Ừ. Ta hiếu mẹ con gom tiền hết, mẹ con trả hết trơn, lắp cho tiền vé hết trơn rồi mẹ con mới đi về. Ừ, có nghĩa là lâu lâu rồi về và bán gom tiền trả cho ta xong rồi đi về. Giỏi quá. Giờ chiều đi học bằng cách nào, ai chở đi học? Dạ cô chạy đến nhà. Ủa con đến nhà cô tới đến nhà học học tới chiều luôn. Mà nãy con nói con tên gì, cô anh chú anh hỏi con tên gì rồi? Dạ con tên Tiên. Tên Tiên, con ở đây là với mẹ là ở nhà trọ hay là nhà của mình rồi? Nhà trọ. Muốn nhà trọ hả? Giờ thằng đi học vậy là không có cần phải đi xa, cô tới nhà dạy đông không? Chị Thảo của con với lại con có hai người à. Có hai người, chị Thảo là chị đó, là chị bà con hay là chị ở sớm? Chị ở sớm. Chị bà con. Chị bà con hả? Giờ bữa sáng giờ con bán bao nhiêu tờ, con bữa nay con lãnh bao nhiêu tờ? Bữa nay con lãnh 100 vé hay gì? 100 vé hả? Mà giờ còn bao nhiêu vé? Nhiều không? Mà sáng giờ bán còn nhiêu vé? Cái đó là bây giờ của con là còn như giá bây giờ nè. Chú đang đi trên đường mà chú thấy con bán cái số còn nhỏ, bán số giỏi quá hơn. Bây giờ con để chú ủng hộ con, bây giờ con lấy cho chú 10 tờ số. Con lấy 10 tờ số đi. Giờ xe nào hoàn hết, xe nào không có gạt trống được hả? Dạ không. Con chừng ngã nha. 10 tờ, giờ cầm từ từ buông coi. Có nghĩa là con bán hết cái này là con nghỉ đúng không? Dạ. Con không phải bán phụ mẹ, tại vì chéo con kia. Con phải bán phụ mẹ nữa hả? Chứ không được gì nghỉ hết, không được gì nghỉ sớm hả? Dạ. Tại vì mẹ còn dế nhóc. Mẹ còn dế nhóc để mẹ đi bán. Chú mượn cầm không? Chú mượn coi coi. Rồi con cầm ra con đếm coi. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tờ. Tổng cộng ở đây là còn 22 tờ đúng không? Rồi để chú gửi tiền cho. Đây là 22 tờ là 300 đúng không? Thì con cứ cầm đi. Rồi cho chú Phan cho chú nói cái nè. Hiện bây giờ là còn dư 80.000 đúng không? 22 tờ là nhiêu? Dạ. 22 tờ là bao nhiêu tiền? 220. Vậy là cũng chưa biết dành tiền. Dạ. Rồi, bây giờ còn dư 80.000 này, bây giờ là chú gửi cho con ha. Dạ. Chú tặng con để dành con đi bán số á. Con đi đường á mà khát nước á hay là muốn thấy bánh gì con thích ăn á thì con cứ mua ha. Là con cắt nha. Bây giờ còn 22 này, 22 tờ số này là của chú rồi đúng không? Con phải hứa với chú đây, bây giờ chú không có số tiền nhiều để tặng con. Bây giờ chú tặng hết 22 tờ số này cho con, nhưng là con hứa không có bán nữa. Cắt 22 tờ số này lại. Được không? Để chiều nay mà dò, nếu mà chiều nay dò mà trúng số á không thì con có một số tiền con giúp mẹ, rồi con khỏi đi bán nữa. Không, nếu mà mình bán ra thì chỉ được có mấy trăm ngàn thôi, nhưng mà chỉ cần may mắn ông trời ông thương ông cho một cái thì trúng một cái á là con có số tiền lớn, rất là lớn, và con giúp được gia đình nó nhiều hơn là con đi bán. Nghe không? Vì vậy con hứa chú là không có bán nữa nha. Nếu con có bán phụ mẹ thì con lấy số của mẹ đi bán thôi. Được rồi. Dạ không có gì đâu chị. Quay xe lại. Dạ về luôn đi con. Con về đường nào? Về đường đó luôn hả?
được không? Chú đẩy xe ra cho. Về về nghỉ nha con nha. Ờ chào con nha. Ờ chào con. Tội nghiệp các bạn, còn nhỏ mà đi phụ mẹ buôn bán nè.